Vì lý do gì mà cái lượng hàng hóa trao đổi chỉ trong một ngày thôi mà chỉ trên thị trường chứng khoán này gấp đôi so với tổng giá trị của hàng hóa sản xuất của thế giới trong cả một năm. Kỳ vọng của nhà đầu tư, kỳ vọng tức là cái gì đó trên trời đúng không? Tức là cái gì đó ảo không có thật đúng không? Như vậy thì chỉ qua một con số đó thì thấy rằng là cái nền kinh tế này đang vận hành là một cái nền kinh tế ảo, tức là một cái nền kinh tế chỉ của cái con số. Và tôi hiểu hôm nay giống như là một cái nền kinh tế đang đánh bạc. Mọi đầu tư trên sản chứng khoán, mọi đầu chuyển giao dịch trên sản chứng khoán có thể coi như là đánh bạc, hoàn toàn là ảo. Chứ không có một lý do gì mà cả thế giới sản xuất một năm chỉ được 60.000 tỷ mà trong một ngày lại giao dịch trên sàn chứng khoán là trên là khoảng 120.000 tỷ mà gấp đôi. Thì cái phần rơi ra đấy chắc chắn phải là sự chế biến nhào nặn rồi, đấy là cái trò chơi của những con số mà thôi chứ không phải là cái chuyện thật. Và trong số đó thì trong cái số ảo đó thì cái phần nó bao gồm nhất đó là cái phần phái sinh, tức là cái thị trường phái sinh. Cái thị trường phái sinh thì ở đây các chị làm doanh nghiệp các chị biết rồi và còn câu chuyện này nữa, tức là gì phái sinh thì cũng tiếng Anh nó gọi là derivatives, tiếng Việt tức là nó cũng vậy thôi, tức là cái giá trị hoặc là cái công cụ tài chính mà nó xuất phát từ cái hàng hóa thật, nhưng bản thân nó thì vì nó xuất phát từ cái hàng hóa thật mà nó có giá trị, ví dụ như là trong trao đổi chứng khoán những cái options, những cái lựa chọn đó, quyền chọn mua, quyền chọn bán thì đấy cũng là một sản phẩm phái sinh. Hoặc là diễn giải rộng hơn cái này không chính xác trong chứng khoán, không phải của trong chứng khoán chứ, nhưng mà diễn giải rộng hơn, ví dụ như cái chuyện bảo hiểm thì cũng là một cái chuyện phái sinh. Thì tôi mua một cái cốc, nhưng thì cái cốc đó là $1, nhưng mà riêng cái chuyện bảo hiểm cho cái cốc đó khỏi vỡ chẳng hạn lại có thể là cũng $1 nữa, như vậy là nó phái sinh. Nên rất nhiều là chuyện giá trị thật ở đây chỉ xuất hiện ở một cái cốc này thôi, một cốc trên bàn này thôi, nhưng mà người ta kinh doanh rất nhiều thứ xung quanh cái cốc này và tất cả thứ đó đều là phái sinh. Và dần dần là cái thị trường phái sinh nó gấp nhiều lần so với lại cái giá trị thực của cái hàng hóa đó. Trong người ta thống kê thấy là gì, chỉ riêng năm 2007 thôi thì hệ thống tài chính quốc tế trao đổi các sản phẩm phái sinh ấy, là một quadrillion, tức là $1 triệu. Tức là gì? $1 triệu, tức là gấp 10 lần tổng giá trị sản phẩm của thế giới sản xuất được trong cả thế kỷ 20. Tức là riêng cái thị trường phái sinh toàn cầu là $1 triệu, tức là nó bằng giá trị hàng hóa của cả thế giới trong suốt một thế kỷ 20. Cho nên các anh chị thấy đấy, nó rất là vô lý, nhưng mà nó lại hợp lý với cái chuyện là gì, là một ngày người ta chỉ trao đổi trên hàng hóa là $120.000. Đã cho đến đây người ta mới xác định rằng là gì, là cái nền kinh tế của thế giới nói chung đó, bây giờ nó không vận hành trên cái giá trị thật của hàng hóa nữa, mà nó chỉ là trò chơi, trò đánh bạc của con số mà thôi. Và ở đây mà ai mà làm chủ cái trò đấy, mua bán các trao đổi quyền mua quyền bán, các options, các swap vân vân, thì người đó sẽ trở thành tỷ phú, sẽ giàu có. Nhưng mà ở đây có một người mà có cái trí thức thông thường thấy rằng là gì, là cái chuyện cái thị trường phái sinh nó lớn như thế này, nó ảo như thế này, nó không muốn nó trên trời so với cái chuyện thật, nó bong bóng như thế thì nhất định nó phải vỡ, và càng ngày nó vỡ lại càng nhanh, bởi vì nó cứ đội lên, cái thổi phồng càng lên to thì cái thời gian để cho nó vỡ thì nó càng ngắn lại, cho khủng hoảng sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều, chuyện không thể tránh khỏi. Bởi do cái bản chất của nền kinh tế toàn cầu bây giờ nó là như thế, trong cái nền kinh tế đánh bạc, cái nền kinh tế đầu cơ, cái nền kinh tế ảo, nền kinh tế của các con số thuần túy. Nhưng mà cái chuyện đó
giả sử tôi không tham gia cái trò đánh bạc này, tôi không tham gia cái trò chơi của con số này, tôi làm rổ chẳng hạn, đó, thì liệu tôi có không ảnh hưởng hay không, tôi có tránh được những khoản hưởng hay không? À, xin thưa lại là không, bởi vì khi mà nó vỡ, các ngân hàng vỡ chẳng hạn, thì nhà nước lại phải cứu, đã phải cứu các gói kích cầu rồi các gói ưu tiên ở Việt Nam bây giờ thời gian tới sẽ rất nóng cái chuyện là cứu doanh nghiệp gói 29.000 tỷ, cứu ai, cứu như thế nào, rồi ai được cứu rồi điều kiện thế nào vân, rồi như gói kích cầu trước đây có chất lượng cũng vậy thôi, tức là khi mà vỡ thì phải cứu, vậy lấy tiền đâu để cứu, lại là tiền thuế của dân thôi, đúng không ạ? Như vậy là tôi không tham gia cái trò này, tôi không được lợi gì trong cái trò này, thì tôi lại phải cuốn vào, tôi vẫn phải đóng thuế để tôi cứu những cái doanh nghiệp, những cái ngân hàng, đấy, những cái sàn chứng khoán, những cái thứ nào đó. Và đấy là cách cái nền kinh tế thế giới bây giờ, cả Việt Nam nó đang vận hành, và cách mà chúng ta liên hệ cái nền kinh tế đó, cái cách vận hành đó. Thì đến đây thì chắc là các chị cũng đã đến với nhận định chung là gì, là đã đến lúc là gì, là phải xem lại cái chuyện đó, tức là liệu cái nền kinh tế này có bền vững hay không, khi mà cái thị trường phái sinh chỉ trong một năm mà lại gấp tổng giá trị của 10 lần của tổng sản lượng trong một thế kỷ, rồi là lượng trao đổi trên thị trường chứng khoán chỉ trong một ngày mà cũng gấp đôi tổng GDP của thế giới. Đã. Thì tất cả đều phải giật mình là không thể như thế được, không thể bền vững như thế được. Và cái mô hình đấy là sai rồi và phải thay đổi. Đã. Thì một trong những cái thay đổi mà người ta đang kêu gọi rất nhiều và đang được thảo luận rất nhiều đó là hãy giảm bớt cái chuyện phụ thuộc vào, hãy giảm bớt cái sự say mê đầu tư đầu cơ vào những thị trường phái sinh như vậy, và quay ra hãy sản xuất, hãy làm ra một cái gì đó thực sự, nó là vật chất, nó là vật lý, tôi nhìn được, tôi sờ được, và chỉ khi nào mà làm được như thế thì cái nền kinh tế đó, cái doanh nghiệp đó nó mới bền vững, và lúc này là cái câu chuyện của công nghệ đã xuất hiện và cái vai trò của nó là càng lớn, bởi vì không có công nghệ thì không thể sản xuất được. Bây giờ giai đoạn dừng lại cái chuyện là thị trường vệ sinh thì đó ta sẽ được thảo luận sau, mà sao cái điểm thứ tư nổi bật trong thời gian vừa rồi là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thì trong thời gian vừa rồi là Trung Quốc trỗi dậy là một hiện tượng trên thế giới, và ai cũng nói về chuyện đó. Đấy, thì cái biểu đồ này sẽ thấy là gì đây? Là cái mô hình tăng trưởng của Trung Quốc á, là dựa vào ba yếu tố: tăng nhanh đầu tư, kìm hãm tiêu dùng nội địa, tức là thắt lưng buộc bụng, và đẩy mạnh xuất khẩu, làm ra lại xuất khẩu, làm ra không chi tiêu gì cả, và tăng nhanh đầu tư để tự nó phát triển theo chiều rộng. Những cái chuyện tăng đầu tư này đã lên đến mức là hơn 40% GDP, đấy tức là một cái rất cao. Thì cái chuyện đó, ví dụ như là Trung Quốc tăng trưởng được 10% GDP chẳng hạn, mà phải đầu tư đến 40% GDP để được 10% GDP đó, thì cái mức đầu tư cao như thế thì giới chuyên gia cho rằng nó không bền vững. Và cái mô hình phát triển của Trung Quốc đó, nó không phải là thứ mà để chúng ta có thể đi theo. Nhưng mà sau này các chị thấy ở phần sau là gì? Là Việt Nam cũng đã tăng đầu tư đến mức là 39% GDP rồi, tức là cũng gần như không khác gì Trung Quốc cả. Và xem những cái sản phẩm mà Trung Quốc xuất khẩu thì thấy rằng là gì? Là cái sản phẩm chất lượng cao á, từ năm 1995 đến 2007 nó cũng giữ nguyên khoảng 4% thôi, và chất lượng trung bình là khoảng 27-30%, và còn lại khoảng 70% là cái sản phẩm và chất lượng hạng thấp.
tức là cái sự phát triển của Trung Quốc là tập trung chủ yếu ở cái phần xuất khẩu cái hàng hóa chất lượng thấp và ngành công nghệ là cấp thấp hoặc là cấp trung. Thì cái chuyện này nó cũng sẽ có cái gợi ý cho chúng ta, cái bài của chúng ta ở cái phần sau này là chuyện của Việt Nam, và chúng ta có nên đi theo cái mô hình của Trung Quốc hay không, đấy, hay là có thể có cái lựa chọn nào khác để tránh cái chuyện là phải đầu tư quá nhiều, phải chỉ sản xuất ra cái hàng hóa là chất lượng thấp như vậy. Và do cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, do cái sự phát triển phụ thuộc chủ yếu vào việc là tăng vốn đầu tư, dùng khai thác tài nguyên vân vân, rồi do sự tăng dân số nữa, thì dẫn đến cái một cái chuyện đó là cuộc chiến tài nguyên, và người ta dự báo sẽ là một trong cái điểm nóng của thế kỷ 21 này. Đã. Ví dụ như nếu ta để ý cái chuyện Biển Đông bây giờ, chẳng hạn Biển Đông Việt Nam, Trung Quốc đang kéo giàn khoan nước sâu của 1981 sang Biển Đông để khoan dầu đó. Thì ngoài cái chuyện tranh chấp về chính trị ở đó ra, thì có một lý do quan trọng, rất quan trọng nữa là tranh chấp tài nguyên dầu mỏ ở ngoài đó. Rồi đi khai thác đầu tư mua đất ở châu Phi, rồi khai thác mỏ quặng khoáng sản vân vân, tất cả các nơi, thì đấy đều là cái điều kiện của cái cuộc chiến tranh chấp tài nguyên. Và một trong những lý do là do sự trỗi dậy của Trung Quốc và tiêu thụ quá nhiều cái tài nguyên, ví dụ như là dầu mỏ sản của Trung Quốc tiêu thụ đã vượt Mỹ rồi. Năm 2009 là đã đến 2,5 tỷ tấn dầu quy đồ, trong khi Mỹ chỉ có 2,17 tỷ tấn. Và cái vấn đề này càng ngày càng nóng, không có cách nào mà dừng lại được. Và người ta cũng chưa biết cách nào để có thể giải quyết được, ví dụ như năng lượng cả. Bây giờ nếu như dầu mỏ hết than ấy thì cái gì để thay thế cũng chưa có câu trả lời. Ở đây là cái bảng cho biết là những cái ngành công nghệ đang lên nào và nó cần những cái tài nguyên gì trong cái thời gian tới của Ủy ban châu Âu, thì thấy rằng là gì đây? Ví dụ những cái ngành vi mạch điện tử, bóng đèn, rồi là nam châm, công nghệ laser vân vân, rất nhiều ngành, sợi cáp quang, công nghệ sinh học, rất nhiều. Đã thì nó cần những cái loại nguyên liệu chủ yếu là như thế này. Đã. Thì họ nghiên cứu bằng thống kê và họ dự đoán những chuyện là như thế. Và đây là cái bảng mà cho biết được là cái sản lượng, rồi là cái nhu cầu của ngành công nghệ đang lên, đang phát triển hiện giờ đấy, và cái dự đoán cái nhu cầu của các ngành đó cho đến năm 2030, thì thấy rằng là gì? Thời điểm năm 2006 thì cái chỉ số này ấy, tức là cái tiêu thụ trên cái sản lượng, cái dự trữ có thật, cái khả năng tối đa, thì nói chung là nó còn rất thấp, tức là chưa dùng hết. Đấy, ví dụ như là Galium chẳng hạn, này, chỉ số này 0.18 thôi, bởi vì cái sản lượng là 152. Tấn thì nhu cầu chỉ có 28 tấn thôi. Nhưng mà đến năm 2030 thì do cái ngành công nghiệp nó phát triển đó, thì người ta dự báo rằng là gì? Cái sản lượng, cái nhu cầu cần đến 603 tấn, và do đó là cần gấp khoảng 4 lần so với lại sản lượng mà của năm 2006. Như vậy là gì? Là cái chuyện tài nguyên. Ở đây các chị thấy rồi đấy, hầu hết những cái nguyên liệu quan trọng thì đều có cái chỉ số là lớn hơn 1. Tức là gì? Tức là cái tài nguyên mà phải khai thác, phải cạn kiệt theo cái xu hướng như bây giờ là cái chuyện không thể tránh khỏi. Và các nước sẽ cạnh tranh nhau trong cái chuyện là chiếm được các nguồn tài nguyên để cho sự phát triển của nước này. Cho hỏi cái số lượng dư ra đi đâu? Sản lượng nhu cầu, cái sản lượng đó thì nó vào cái ngành công nghiệp khác, ngành không phải là được xếp trong cái nhóm ngành công nghiệp đang lên,
Thế là nó vẫn còn dùng trong nhiều cái việc khác nữa. Nhưng đây người ta chỉ xét trong chuyện là cái ngành công nghiệp mà đang lên thôi, đang đó là cái ngành, nhóm ngành là đây, những cái ngành này. Và trong cái bối cảnh đó thì sao? Thì là gì? Là nền kinh tế thì là ảo như thế rồi, khan hiếm tài nguyên như thế, rồi khủng hoảng liên tục như thế. Thì tất cả các nước thì đều phải hành động, tức là đều phải có cái chiến lược về khoa học công nghệ của mình. Thì mỗi một nước căn cứ trên cái điều kiện khác nhau thì sẽ đưa ra chiến lược khác nhau. Thì khoảng tháng 4 vừa rồi đến nay, ngày 11 tháng 4 thì Việt Nam cũng vừa ký quyết định là thế. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chiến lược khoa học công nghệ. Đến ngày 11 tháng 4 vừa rồi, tức là cách đây một tháng, thì Việt Nam mới phê duyệt cái chiến lược đó. Trong khi đó thì ở các nước họ đã làm sớm rất nhiều. Và cái bảng này là tôi giới thiệu cái ưu tiên công nghệ của Singapore, thì họ phân tích cái tiềm năng, cái thế mạnh của mình. Họ không có tài nguyên nhưng họ có con người, họ có khả năng cung cấp dịch vụ vân vân, có trình độ, thì họ tập trung vào năm lĩnh vực, đó là điện tử, y sinh, thông tin truyền thông, ngành kỹ nghệ engineering, thì trong đó tập trung vào cơ khí chính xác, giao thông, hàng không, khai thác biển và công nghệ môi trường. Họ không làm tất cả những ngành mà họ chỉ tập trung vào năm cái ngành đó, năm cái ngành mũi nhọn thôi, nó phù hợp với điều kiện của họ. Thì nếu một cái khóa học về tầm nhìn công nghệ mà có đủ số người để ký tham gia như mong muốn của tôi, như mong muốn của Copes, thì những cái chuyện này, ưu tiên công nghệ của từng nước một thì chúng tôi sẽ phân tích rất kỹ tại sao như thế và họ sẽ triển khai như thế nào trong quá khứ rồi, họ có, đã có điều chỉnh gì vân vân, và tại sao họ lại lựa chọn như vậy. Như vậy là tôi sẽ kết thúc cái phần trình bày thứ nhất, tức là chuyện quốc tế, chuyện gì đang xảy ra. Thì ở đây là chúng ta sẽ thảo luận trước khi ta đi đến phần thứ hai, tức là chuyện Việt Nam. Thì ta nhìn lại sẽ thấy là gì? Đó là cái nền kinh tế bây giờ đang là nền kinh tế ảo. Và cái khủng hoảng xảy ra ngày càng nhiều. Rồi là cái cuộc chiến tài nguyên càng ngày càng khốc liệt. Và cái nguy cơ là khủng hoảng lương thực luôn luôn đe dọa, do quỹ đất thu hẹp, do dân số tăng. Và đằng sau tất cả những chuyện đó là cái mô hình phát triển của tất cả các nước cần phải nghiên cứu xem. Vậy thì cái phần thứ nhất là sẽ tạm dừng ở đây để thảo luận với những cái điểm lưu ý như vậy. Trong cái phần số 2 này thì tức là chuyện của Việt Nam thì tôi sẽ dựa trên ba cái tài liệu chính, đó là cái báo cáo của McKinsey, rồi cái báo cáo phát triển năm 2012 của các nhà tài trợ, và cái văn bản đó là có tên là Cải cách toàn diện để phát triển đất nước, công bố cuối năm ngoái. Tức là những cái tài liệu mà xuất hiện trong khoảng 6 tháng vừa rồi, để chúng ta hình dung được là cái nền kinh tế chung của Việt Nam, nó cái bức tranh chung nó như thế nào. Thì thứ nhất là cái báo cáo của McKinsey, thì cái báo cáo có tên đó là gì đây, là phát triển bền vững của Việt Nam, cái thách thức về có thể gọi là cái năng lực của cái hiệu quả sản xuất. Thì tôi có trích ra một số cái biểu đồ trong cái báo cáo đó, thì thấy rằng là cái mục tiêu phát triển của Việt Nam là 7%, tăng GDP hàng năm là 7%. Thì trong số đó này, cái phần tăng trưởng là do lao động, do tăng trưởng số người đến tuổi lao động đi vào vào cái thị trường lao động và tạo ra tăng trưởng. Và nó chỉ có khoảng 0.6% thôi. Thế còn cái phần còn lại 6.4% á, thì nó phải được đến ở cái chuyện là gì đây, là tăng năng suất lao động, labor productivity. Bởi vì
ngày trước là cái đây khoảng 10 năm hạ thì cái lực lượng lao động từ nông thôn chuyển ra thì càng ngày thì khá nhiều, nhưng mà càng ngày chuyện đó càng ít dần. Đấy, bây giờ các gia đình cũng sinh đẻ cũng ít dần đi, thì cái nguồn cung lao động là càng ngày nó càng giảm, và cái phần đóng góp tăng trưởng do cái nguồn cung lao động thì đã chỉ còn 0.6% thôi, và cái tăng trưởng còn lại muốn đạt được mức 7% GDP thì phải đến từ cái chuyện này, tăng năng suất lao động, tức là cái người công nhân phải có kỹ năng cao hơn, phải làm ra nhiều sản phẩm hơn trong một đơn vị thời gian với cùng một mức đầu tư. Đã. Nhưng mà nếu mà theo cái thống kê trong khoảng năm 2005 đến 2010 thì cái mức đóng góp của năng suất lao động ấy, thì nó chỉ đạt được 4.1% thôi. Đó. Và do đó là để đạt được cái mục tiêu là 6.4% này thì phải tìm cách nào đó để tăng thêm cái phần năng suất lao động này là 0.3% nữa. Đó. Tức là nếu như mà giữ nguyên tại chỗ, bây giờ không ai học, không ai đào tạo thêm, không ai nâng cao kỹ năng, mọi chuyện năng suất sản xuất là giữ nguyên như hiện trạng thì không thể nào mà đạt được cái mức tăng trưởng GDP là 7%, mà phải là 7% trừ đi 2.3%. Chắc là bây giờ là ta phải chạy hơn nữa, ta phải tăng năng suất hơn nữa ở mức khoảng 2.3% thì mới có thể đạt được cái tăng năng suất và đến tăng GDP hàng năm là 7%. Và trong cái chuyện là đóng góp của các yếu tố khác nhau trong lĩnh vực lao động đến GDP thì thấy rằng là gì? Là cái đóng góp của do tăng là labor force, tức là nguồn cung lao động á, giúp thanh niên từ nông thôn chuyển ra về làm các nhà máy v.v. thì trong khoảng 5 năm rồi thì đóng góp của cái việc đó là chiếm khoảng 36%, rồi của gọi là sector relocation, tức là sự chuyển qua chuyển lại từ các ngành, ví dụ như trong phần các doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn, làm ăn thu nhập chuyển ra làm tư nhân chẳng hạn, chuyển qua trở lại, hoặc là gì từ nông nghiệp chuyển qua làm may mặc hay là thủy sản cái gì đó, rồi chuyển qua trở lại giữa các lĩnh vực doanh nghiệp khác nhau thì khoảng 30%. Và cái đóng góp của cái việc là tăng năng suất thì chỉ khoảng 1/3 thôi, được khoảng 34%. Nhưng mà trong thời gian tới thì sao? Thì vì là cái tuổi của dân số nó tăng dần lên, cho nên là cái phần đóng góp lớn nhất là đóng góp do tăng trưởng, do nguồn cung lao động thì nó sẽ giảm dần. Đấy. Và sẽ thấy rằng là gì đây? Là cái phần trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2020 thì cái tốc độ, cái mức độ đóng góp của nó, của cái việc nguồn cung lao động vào tăng trưởng GDP là nó giảm hơn 4 lần, dự đoán giảm hơn 4 lần so với cái giai đoạn trước đó, 10 năm trước đó. Tức là gì? Tức là bây giờ đã ít người hơn, ít người trưởng thành đến tuổi đi làm việc hơn so với trước đây 10 năm khoảng 4 lần, đấy, trung bình như vậy. Và như vậy thì để vẫn giữ được nhiệt độ tăng trưởng đó thì mọi người sẽ suy đoán là không có cái nào khác là tại ít người, người không tăng lên mà lại muốn giữ tăng trưởng lên thì phải làm việc hiệu quả hơn. Đây là cái sự phân bổ của các ngành kinh tế, của các lĩnh vực kinh tế khác nhau trong ngành kinh tế. Thì ở Việt Nam thì thấy rằng là gì? Nông nghiệp là đóng góp khoảng 21%, công nghiệp khoảng 42% GDP ấy, và các ngành dịch vụ khoảng 37%. So với các nước lân cận thì thấy rằng là cái tỷ lệ của Việt Nam nó đến bây giờ có thể tạm coi là tương đối hài hòa. Đấy. Nhưng mà trong tương lai thì ta sẽ phải tính là gì? Là ta tăng cái gì, ta giảm cái gì trong cái tỷ lệ này, hay ta vẫn cứ phải giữ nguyên khoảng 442
trong đấy cái tỷ lệ sự các ngành như thế này. Và đây là cái biểu đồ cho biết là các lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam. Thì thấy rằng là gì đây? Cái phần mà đang xuất khẩu lớn nhất năm 2025 là cái phần xanh này. Phần xanh này nó rơi là vào dệt may. Xuất khẩu lớn nhất của năm 2005 là do dệt may. Và đến năm 2010 thì vẫn là dệt may. Và nó còn tăng từ 24% cho đến 28%. Tiếp theo, cái trên này, đây là do cái 14% này là do họ như là food, tức là thực phẩm và đồ uống. Đấy, thì 2005 thì là 14%, thì nó dường như là giữ nguyên, đúng không ạ? Đúng vậy không? Đã. Đã. Và cái ngành quan trọng, tương đối quan trọng là cái ngành machinery and equipment, tức là máy móc và cơ khí thì tăng rất chậm, tức là chỉ từ 9% đến 13%. Trong khi đó cái mục tiêu là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 là đến rồi. Đấy, mà trong khi đó thì cái phần xuất khẩu chủ yếu, cái phần đóng góp chủ yếu của nền kinh tế lại vẫn đến từ những cái lĩnh vực mà có giá trị thấp. Những cái lĩnh vực mà có cái hơi hướng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đóng góp rất nhỏ trong cái tỷ lệ xuất khẩu. Và cái biểu đồ này cho thấy là gì đây? Là những cái ngành mà phát triển tương đối bền vững. Trong toàn bộ cái bức tranh chung của nền kinh tế thì thấy có ba nổi bật ba cái ngành này, tức là nông nghiệp, rừng và thủy sản là phát triển tốt, tăng trưởng tốt trong thời gian vừa rồi, tức là cũng là một cái ngành có giá trị thấp đấy, và cái đặc trưng của mình. Rồi có một cái tín hiệu khá mừng, cái này mà bản thân tôi cũng không ngờ, đó là gì? Là cái ngành manufacturing, tức là sản xuất đó, nói chung đó, thì cũng tăng trưởng tốt. Và cái ngành tiếp theo là wholesale, tức là bán buôn rồi bán lẻ hay thương mại, là cũng tăng trưởng tốt. Vậy thì cái điểm sáng của trong cái bức tranh kinh tế Việt Nam trong giai đoạn rồi là gì? Có ba cái điểm sáng lớn, đó là gì? Bán buôn bán lẻ, tức là dân ta rất năng động mua bán trao đổi sôi động. Đấy, và thứ hai là gì? Làm sản xuất đó, thì cũng khá. Và đến ba là gì? Các sản phẩm nông nghiệp, rồi gỗ, xuất khẩu gỗ, rồi đá, rồi gạo, lúa, cà phê, các thứ là tốt. Đấy là ba cái điểm nổi bật trong các lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong thời gian vừa rồi. Và cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI thì vào Việt Nam thì thấy rằng là gì? Là cái đầu tư vào cái ngành gọi là khai thác mining, rồi là khai thác mỏ đấy, các loại khai thác mỏ thì nó giảm từ 56% xuống 41%, tức là cũng là cái chuyển động tốt trong mấy năm rồi, có sự chuyển dịch. Trước đây các cái đầu tư nước ngoài vào chủ yếu là khai thác tài nguyên chúng ta, thì bây giờ chuyện đó nó giảm đi nhưng mà nó vẫn chiếm khoảng 41%, tức là một tỷ lệ cũng khá lớn. Và cái biểu đồ này cho thấy là gì đây? Là Việt Nam hoạt động khá tốt trong cái chuyện là gì? Là trong các ngành là thực phẩm, ăn uống, đồ ăn, đồ uống đó. Và ở cái chỗ này đây, các anh chị thấy là gì đây? Là cái thằng thừa này thôi, tức là cái phần mà đóng góp vào cái tỷ trọng của xuất khẩu đó thì rất là truyền thống, rất là cao, tức là cái ngành dầu mỏ.